Vâng, chào mừng anh chị và các bạn quay lại với kênh Nhà Mới Bình Chánh. Thì hôm nay Thành đang đến với một cái khu vực trường tiểu học Long Thượng. Thì từ vị trí này anh chị di chuyển vào cái đường trước nhà mình thôi. Thì khi mà chúng ta di chuyển thẳng đi ra thì chúng ta sẽ tới The Sun City. Nó nối liền với đường An Phú Tây. Đường An Phú Tây này sẽ dẫn ra Nguyễn Văn Linh luôn. Đó, một giao lộ với Nguyễn Văn Linh luôn mọi người. Đó, đường An Phú Tây cũng khá là lớn và chúng ta di chuyển ra chợ Hưng Long thì tầm khoảng một cây số. Thì đây là một căn nhà xây theo kiến trúc là biệt thự mini với diện tích là ngang 5,5 m và dài 18 m, kết cấu là một trệt hai lầu, có 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng thờ sân thượng trước sau. Thì căn nhà này là hiện tại là có với mức giá rất là rẻ anh chị. Đó, thay vì mình muốn sở hữu những căn nhà to với giá rẻ thì chúng ta có thể là cân nhắc sở hữu căn này, và Thành sẽ báo giá căn này tí nữa thôi, Thành sẽ báo giá cho mình luôn anh chị nhé. Đó, thì vị trí của nhà mình thì anh chị có thể thấy là đường trước nhà là đường lọt lòng 4 m trên sổ, và chúng ta có xe hơi 4 chỗ chúng ta vào dễ dàng. Đó, thì cái nhà mình sẽ được cái là nó nằm một vị trí đắc địa và nó thực dạng là lớn nhất trong cái khu vực xung quanh luôn. Đó, một cái nhà mà nó nổi bật nhất. Thì cái nhà này có một lớp cửa và một cái hệ thống cổng rào cũng rất là nổi bật, nó cao và nó trắng. Một căn biệt thự trắng mọi người nha. Đó, với lớp cổng, cửa cổng ở ngoài là lớp cửa cổng 4 cánh sơn tĩnh điện tông màu trắng đen. Thì căn nhà mình cũng tông màu chủ đạo là tông màu trắng và màu đen anh chị ha. Đó, thì chúng ta sẽ có một khoảng không gian sân trước tầm khoảng là 2,5 m, bỏ được tầm khoảng là 5-6 chiếc xe máy gì đó. Hoặc là chúng ta có tiệc tùng, chúng ta có thể bỏ được hai bàn hai bên này. Đó, và hiển nhiên là chúng ta bên Thành đã làm sẵn cho mình là hệ thống là tiểu cảnh luôn rồi. Đó, rất là tiện cho mình luôn anh chị nha. Rồi, tiếp đến tiến vào bên trong này thì chúng ta sẽ có một lớp cửa thứ hai là lớp cửa nhôm sinh pha và kính cường lực 4 cánh này mọi người. Đó, nó có công dụng là cách âm này, cũng như là nó là một cái vật dụng rất được ưa chuộng, một cái chất liệu rất được ưa chuộng hiện nay. Và căn nhà mình thì xin báo luôn là căn nhà mình thuộc hướng là hướng Tây, phù hợp với anh chị nào là Tây tứ trạch, và hiển nhiên hướng Tây thì bên Thành lúc nào cũng sẽ làm sẵn cho mình hệ thống rèm ở phía trước mặt nhà. Đó, hiện tại Thành đang quay vào buổi chiều mọi người nhé, và nắng đang chiếu nhẹ vào trong không gian nhà mình nhé. Đó, với bề ngang 5,5 m và bề dài như thế thì chúng ta có một cái khoảng không gian phòng khách rất là rộng rãi luôn mọi người, và gạch lót của chúng ta là gạch 80-80 anh chị nhé. Đó, và căn nhà mình là có full nội thất luôn, làm sẵn hết cho mình. Anh chị có thể thấy là có một cái bộ bàn ghế sofa màu da bò mọi người. Đó, nhập khẩu châu Âu luôn mọi người, một cái chất liệu rất là tốt và rất là sang. Đó, ngoài ra thì anh chị có thể thấy là một cái không cái bàn này cũng là mặt đá khối rất là lớn luôn anh chị, màu cẩm thạch luôn mọi người nha. Rồi trần nhà thì anh chị có thể thấy chúng ta có một cái hệ thống đèn chùm. Đó, những cái hoa ly nó rủ xuống. Rồi tiếp đến này mọi người, không gian này thì chúng ta có thể là sử dụng để bỏ giày mọi người nha. Đây, kệ tủ giày dép nha. Đó, và chúng ta có rất nhiều hộp tủ để chúng ta trưng bày và chúng ta là sâu ra cho khách khứa đến nhà thì chúng ta có thể là đưa ra những cái gì đẹp nhất và lộng lẫy nhất cho căn nhà của mình, làm cho chúng ta là gia chủ thì chúng ta lúc nào cũng muốn là khách tới nhà là thấy căn nhà mình thật là hoành tráng, thật là đẹp mọi người ha. Rồi có sẵn hệ thống tủ tivi đây mọi người. Đó, tủ tivi này có những cái hộc tủ thì chúng ta bỏ một cái tivi màn hình phẳng ở đây mọi người nhé. Đó, khá là tuyệt vời và đã thiết kế sẵn cho mình hết rồi, một cái quầy bar rồi, có thể là sử dụng để bỏ tivi ở trên cũng được. Đây là không gian cái tủ để chúng ta bỏ những cái bình rượu, những chai rượu quý cho mọi người, hoặc là những cái ly. Đó. Rồi, tiếp đến, đây là một bộ bàn ăn là gồm 8 ghế, 8 người ngồi, thì gia đình mình cũng hiển nhiên là trong căn nhà này đã thiết kế sẵn cho một cái không gian để đủ cho 8 đến 10 người ở mọi người nha. Một cái bàn dài như thế này. Đó, ngày gia đình quay quần ăn uống bên nhau. Rất là tuyệt vời luôn ha. Rồi chúng ta có tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng chất liệu bằng gỗ nha. Và đây, rất là cao cấp. Đây, tủ rất là nhiều hộc tủ luôn, chúng ta sử dụng được rất là nhiều. Và chúng ta có một mặt bếp là hình chữ L và thiết kế được ốp bằng đá hoa cương này, rồi có bồn rửa, có đầy đủ hết, và cái chỗ này là cái kệ để chúng ta bỏ kệ úp chén bát mọi người nha. Rồi, và căn nhà này có một điều đặc biệt là anh chị có thể thấy là chúng ta có một cái không gian giếng trời.
không gian giếng trời, giếng trời thông từ dưới lên trên luôn mọi người, thông tầng luôn nha mọi người nha, cực kỳ là mát luôn căn nhà mình. Hiện tại đứng đây gió rất là mát luôn mọi người đó. Và cái nhà mình sẽ có sân sau, khoảng sân không gian sân sau là 1,5 m mọi người nha, 1,5 m đó, có phòng vệ sinh bên trong như thế này. Đấy, phòng vệ sinh à, ốp gạch toàn bộ hết đó, và sạch sẽ mọi người ha, xây dựng cao ráo. Và giá bán cái nhà này mọi người chỉ có là 1,4 tỷ thôi mọi người. 1,4 tỷ là chúng ta có thể là sở hữu một căn nhà to đùng như thế này rồi. 1,4 tỷ thôi nha mọi người nha. À, ngân hàng mình thì cái nhà mình này sổ hồng riêng đó, vay được ngân hàng đó, và sở hữu dễ dàng với chỉ có là 1,4 tỷ thôi. Thầy xin nhắc lại, 1,4 tỷ anh chị sở hữu một căn nhà ngang 5,5 m, dài 18 m, nằm ngay đường Sun City luôn mọi người ha. Rồi đây là cái góc không gian để chúng ta di chuyển lên không gian tầng 1. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy là được thiết kế ốp sát vào, ôm sát vào bên không gian mảng tường, và nó dứt dắt đưa lên. Thì chúng ta có thể là thấy là cái cảm giác là cái không gian của cái phòng khách chúng ta sẽ rộng hơn mọi người nha. Đó. Rồi, chất liệu của cái phần không gian cầu thang thì sử dụng hoàn toàn bằng gỗ khối nha. Gỗ khối đó, rất là chắc chắn, và kính cường lực như thế này. Đó, mặt thang á, mặt bước của những cái bậc thang thì đều là ốp cho mình là đá hoa cương. Và góc lên này chúng ta có thể là thấy cái giếng trời nó rất là thoáng luôn mọi người. Buổi sáng thì nguyên cả tất cả các căn phòng trong nhà đều không cần phải bật đèn luôn mọi người. Đây là một giếng trời thông tầng và rất là rộng, làm cho chúng ta thấy nó thoáng hơn. Rồi, lầu 1 chúng ta sẽ có là 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Đó, và các cái mảng tường thì lúc nào cũng dán những bức tranh rất là đẹp cho mình mọi người. Thì đây là phòng ngủ ở phía sau. Đó, phòng ngủ thứ nhất của căn nhà mình. Sẽ có đầy đủ hết không gian, đầy đủ hết thiết bị cho mình, gồm có là giường 1,62 m này. Đó, bàn trang điểm này, tô son đi chơi hay là trang điểm. Đó. Cửa sổ này, một hệ thống cửa sổ này bắt đầu bên này. Cái hệ thống cửa sổ này ngay cái khúc kề giếng trời thông tầng này. Rồi, đây là không gian để chúng ta bỏ một cái tivi. Đó, và trên thì chúng ta lắp một dàn loa đó mọi người. Và đây là không gian phòng vệ sinh ở phía sau này. Phòng vệ sinh thì đó, nó đầy đủ hết, mà có cái này thành rất thích cái này đó mọi người. Đó, chúng ta bỏ dầu gội rồi những cái vật dụng ở trong đó rất là sạch sẽ luôn. Nó làm cho căn nhà mình nó sạch sẽ hơn. Và đây là cái tủ đồ mọi người. Vào. Rất là to. Coi trong này có tiền không? À không có mọi người nha. Tại vì chưa có ai ở cho nên là trong cái học tủ đó không có tiền. Ở đây, đây là học tủ đứng. Học tủ đứng này chúng ta có thể là bỏ váy này, bỏ những bộ áo dài của các chị em này, cũng như là bỏ những bộ vest, những bộ đồ công sở cho gia đình của mình mọi người nha. Đó. Rồi, tiếp đến. Chúng ta đến với không gian này. Phòng ngủ phía trước. Phòng master ở phía trước này thì tầm khoảng là 30 m² mọi người nha. Đó, thì chúng ta có một không gian rộng như thế này. Có sẵn cho mình hết mọi thứ, gồm có là giường 1,62 m, nệm kim đan mọi người. Đó, có ban công ở phía trước, hệ thống rèm đóng lại, nắng quá. Đó. Rồi hệ thống tủ này, bàn trang điểm ngay góc kia luôn mọi người. Đó, và tất cả căn phòng thì thông thường mỗi gia đình hiện đại bây giờ sẽ có là ở là nó riêng biệt, thì mỗi căn phòng đều có sẵn cái hệ thống ốp sẵn cái tủ tivi này, rồi cái chỗ không gian chúng ta trưng bày quà lưu niệm, hoặc chúng ta bỏ một cái dàn loa, hệ thống dàn loa trên này nha. Rồi, đây là phòng vệ sinh, đầy đủ thiết bị hết nha mọi người. À, thiết bị hiện đại luôn ha, cũng là có cái tủ mà thành thiết đây này. Đó, và phòng vệ sinh đây cũng thoáng, tại vì có cái cửa sổ bên này nữa chị. Anh chị, thông ra với giếng trời đúng không? Rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian tầng trên cùng, tầng 2. Căn nhà mình là ngang 5,5 m, dài 18 m, 1 trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh mọi người nhé. Xin lỗi, là 3 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Đó. Thì trên này á, chúng ta sẽ có là một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một cái sân thượng lớn. Wow, gió cực kỳ mát luôn mọi người. Đây, đây là căn cái không gian sân thượng ở phía sau. Hiện tại buổi chiều cho nên là nhà mình thì hướng tây, thì mặt trời hướng kia, cho nên thành đứng đây thì không bị nắng mọi người. Đó, thì
cái không đây là không gian mà lớp kính lớp mà chặn và vẫn có lỗ hở để cho gió luồn vào cái chỗ không gian giếng trời của mình mọi người nha. Nó tầm khoảng là 4 mét vuông đó mọi người, rất là rộng cho mình. Đó, thì tường thì cũng bọc quanh để chúng ta có thể là tiệc tùng trong này mà cũng an toàn cho con nhỏ, nhà có con nhỏ cũng không có lo mọi người nha. Và như thầy nói lúc đầu video á, thì cái nhà mình nó nằm ngay trường tiểu học Long Thượng nha mọi người nhé. Đó, và kế bên là ủy ban cũng như là trạm y tế xã Long Thượng luôn. Đó. Và chúng ta di chuyển một tí là chúng ta sẽ ra được Sun City nha mọi người nhé. Rồi, ở trên này chúng ta sẽ có một toilet này. Đó. Và cuối cùng đây là không gian phòng ngủ cuối cùng, hoặc chúng ta sử dụng hai phòng ngủ thôi, trên này chúng ta sử dụng làm phòng thờ mọi người nhé. Đó, cũng khá rộng rãi. Thì thầy xin nhắc lại thông số thông tin của căn nhà hôm nay. Căn nhà mình có diện tích là ngang 5 mét rưỡi, dài 18 mét, một trệt, hai lầu, có 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. Và giá bán thầy xin bật mí luôn nha, bật mí từ nãy giờ rồi, bật mí tiếp này, ngang ngang 5 mét rưỡi dài 18 mét và giá bán là 1,4 tỷ thôi mọi người nhé. Đó, chúng ta có thể vay được ngân hàng. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp và cho Thành, và căn nhà này là sổ hồng riêng, và nếu anh chị quan tâm thì liên hệ vào số hotline của Thành. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại những video sau.